Thank you.
tối
Vì thế mà các cô trinh nữ có cái nhiệm vụ đấy phải tỉnh thức thôi, phải tỉnh thức để đợi chờ, vì không biết giờ nào chú rể sẽ đến và chưa cô dâu đi, cho nên là phải tỉnh thức. Mà có khi các cô này đi trong bài tin của hôm nay các cô là chờ đợi lâu quá không phải ngủ tiếp đi, và khi mà ngủ tiếp đi thì có người thì đang ngôn là chú rể đến tuổi, mọi người bắt đầu chào dậy và chuẩn bị đèn dầu và mọi thứ để chuẩn bị trước. Nhưng có một cái điều lạ là khi tỉnh dậy thì có năm cô chuẩn bị thôi, còn năm cô kia thì lại không có chuẩn bị gì cả. Lúc qua là thờ dạy trinh nữ, trinh nữ là những người rất là gọi là chưa có nước mắt gì để gia đình, chưa có một nước mắt gì cả, còn rất là trong trắng, trinh trắng, trong sạch, như là tên thần đến đảo Tania chào trinh nữ đầy ơn phúc. Trinh nữ mà những cô trinh nữ là đều là phải tuyển chọn cho nó cao, mà không hiểu làm sao mà chỉ có năm cô thì không bao chuẩn bị giờ thôi, mà năm cô kia thì lại không chuẩn bị giờ. Mà còn một điều là năm cô không chuẩn bị giờ, ý chú sư muốn nói gì với chúng ta về cái điểm năm cô thở dài kia? Cứ thở dài dự tiệc cưới của con chiên thì mình phải
từng nhà cô dâu đến nhà chú rể. Vì vậy mà các cô công an chỉ chuẩn bị đủ những cái phần dầu để rước từ nhà cô dâu đến nhà chú rể là thôi. Nếu mà cho các cô khảo giả kia một lượng dầu hay một phần dầu thì khi rước thì tất cả 10 người cùng đi rước bắt đầu thì đẹp, bắt đầu thì sáng. Nhưng mà đi đến lượng lượng thì có thể là sẽ tắt hết, tắt sắp sẽ tắt hết. Vì vậy các cô không mang không cho các cô khảo giả dầu là vì nếu mình cho thì cái hành trình rước dâu đó sẽ không đến đích được. Vì thế thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta cần phải lo lấy chính bản thân mình, lo lấy chính cuộc sống của mình và chuẩn bị hành trang cho cuộc đời của mình để khi chàng rể đến, Chúa đến và đưa chúng ta dự tiệc cưới của con chiên. Xin được như vậy. Tôi tin kinh hầu Thiên Chúa là xa toàn năng đấng đã thành trời đất, muôn thờ hiểu hình và vô hình. Tôi tin kinh hầu Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa chính thầy Chúa Cha chúng con Thank you.
đức. Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con luôn tỉnh thức giữa biết bao phiền toái của cuộc sống thường ngày. Chúng con cầu xin nhờ nhân Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Xin hãy đứng ban cho hội thánh để
xúc và yêu thương muôn đời.
trời hầu hết. Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cảm tạ vì chúng đã vượt qua danh của Thượng chúng con và tôn trọng tin chúng con sức mạnh của Chúa. Xin tiếp tục cảm ơn thánh thần cho chúng con bền tin sống cuộc đời khai tạ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô.